Mọi người cần lấy tiền ra để sửa nhà, để xây ADU, để trả nợ cho con đi học, hay là để đầu tư tiệm nail, nhà hàng, hay là mua đất đai ở Việt Nam, thì thông thường mình sẽ nghĩ tới cái chuyện refinance cash out. Giờ nó không còn là giải pháp tốt nhất cho rất là nhiều người, bởi vì cái nợ mình đang có đang theo cái phân lời rất là thấp, cho nên khi mà mình refinance cash out thì mình lại bị cái phân lời cao. Thì Jenny có một cái giải pháp hoàn hảo cho tất cả mọi người, đó là cái chương trình HELOC 5 ngày. Thì cái lợi ích của chương trình HELOC 5 ngày là gì? Mình có thể áp dụng được cho nhà ở, nhà đầu tư và nhà second home. Không cần trả bất cứ một cái lệ phí nào trước khi mà mọi người được approve và nhận tiền. Và cái điều tiếp theo là không cần bất cứ một cái giấy tờ nào cả. Chỉ trong vòng 5 tới 10 phút là mọi người sẽ biết kết quả và mình sẽ nhận được tiền trong vòng từ 5 tới 7 ngày. Jenny đã giúp rất là nhiều người Việt Nam của mình lấy được cái chương trình này và không cần phải đụng tới cái nợ nhất của mình. Và cái này mình có thể áp dụng được nếu mà mọi người pay off cái nhà rồi, mình vẫn có thể áp dụng được, hoặc là mình đang thiếu một cái nợ, hoặc là mình cho dù mình có hai cái nợ, Jenny vẫn làm được cái chương trình này cho mọi người ha. Thì có gì mọi người comment liên lạc với Jenny theo cái số dưới đây ha.